Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bão Đại Tây Dương năm 2024 được coi là cao hơn mức trung bình khi bão Kurt và bão Leslie liên tục mạnh lên ở Đại Tây Dương vào đầu tháng 10. Bão Kurt lập kỷ lục mới là cơn bão xa nhất về phía đông ở Đại Tây Dương nhiệt đới, đạt đến cường độ bão cấp 4 trong thang bão Saffir Simpson năm cấp vào thời điểm muộn như thế này trong đợt bão. Theo dự báo bão mới nhất của NHC ngày 4 tháng 10, bão Kirk mạnh hơn nữa thành siêu bão. Với sức gió giật lên đến 215 km h bão Kirk có thể gây ra tình trạng sóng lớn và dòng chảy xiết, đe dọa tính mạng của con người vào cuối tuần này dọc theo bờ đông Mỹ, cũng như ở Bermuda, quần đảo Greater Antilles và Bahamas ngay sau khi bão Kirk hình thành, bão nhiệt đới Leslie đã theo sau. Đây là cơn bão nhiệt đới được đặt tên thứ 12, hình thành vào cuối ngày mùng 3 tháng 10 và mạnh lên thành bão lớn vào ngày mùng 4 tháng 10. Điều này khiến Leslie trở thành cơn bão xa nhất về phía đông hình thành vào thời điểm này trong năm, phá vỡ kỷ lục vừa được thiết lập của Kirk. Leslie có sức gió duy trì 85 km h và dự kiến sẽ mạnh lên trong những ngày tới, có khả năng trở thành một cơn bão cuồng phong bão Kirk và Leslie chứng minh các điều kiện thuận lợi đã giúp bão phát triển xa hơn về phía đông so với bình thường vào thời điểm này trong năm. Mực nước cao hơn mức trung bình và gió đứt rất thuận lợi cho sự phát triển của bão. Bão 2024 ở Đại Tây Dương đang diễn ra sớm hơn dự kiến. Cho đến nay, đợt bão năm 2024 đã chứng kiến 12 cơn bão có tên, 7 cơn bão cuồng phong và 3 cơn bão lớn đợt bão sẽ tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 11 năm nay được khởi công từ năm 1994 và vận hành toàn phần từ tháng 7 năm 2012 đập Tam Hiệp hiện vẫn giữ ngôi vị con đập thủy điện lớn nhất thế giới với chiều dài 2,3 km và chiều cao 185m hồ chứa mà con đập tạo ra có diện tích bề mặt hơn 1.000 km vuông để hoàn thành công trình 40.000 công nhân đã làm việc không ngơi nghỉ trong 12 năm với chi phí hàng chục tỷ đô la Mỹ. Chính phủ và nhiều người dân Trung Quốc rất tự hào về công trình bê tông khổng lồ này. Tuy nhiên, công trình khổng lồ này đã hứng chịu nhiều chỉ trích ngay từ đầu. Để xây dựng đập Tam Hiệp, các nhà chức trách Trung Quốc phải di rời 1,3 triệu người và phá hủy nhiều khu vực khảo cổ lịch sử. Khoảng 100 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây đập. Đập Tam Hiệp còn gây họa cho môi trường. Không ai có thể dám chắc về tác động lâu dài của siêu công trình này áp lực dồn lên khu vực nơi hồ chứa tạo ra có thể gây ra nhiều trận lở đất. Thực tế cho thấy, một đập thủy điện khác trong khu vực đã bị vỡ vì lở đất. Chưa kể, hồ chứa nước lại nằm trên hai đường đứt gãy khác nhau nên bị cho là làm gia tăng các hoạt động địa chấn. Theo các chuyên gia, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì đó là thảm họa cực lớn. Nên nhớ rằng, đập Tam Hiệp là đập lớn nhất thế giới, quy mô công trình lớn. Đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn tàn phá và nhanh chóng nhấn chìm vùng hạ lưu bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Thiệt hại là không lường nếu sự cố vỡ đập xảy ra bởi đập Tam Hiệp được xây dựng trên dòng sông có lưu vực đông dân, có nhiều trung tâm kinh tế và dân sinh rất lớn. Một phần ba diện tích Trung Quốc, trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, nằm trên lưu vực sông Dương Tử. Nguy cơ tàn khốc nhất tiềm tàng ở khả năng đập bị vỡ ở một thời điểm nào đó do hoạt động địa chấn hoặc sự suy yếu của bản thân con đập. Trường hợp này nếu xảy ra sẽ gây lụt ở mức độ chưa từng được ghi nhận. Viễn cảnh thảm khốc này nếu xảy ra sẽ tạo nên một trận sóng thần khủng khiếp, xóa sổ toàn bộ vùng hạ lưu dương tử. Bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Nó cũng sẽ khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, kinh tế suy sụp và dịch bệnh bùng phát. Daily Mail đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra tại Bắc Carolina, Mỹ. Một cặp đôi ở độ tuổi 70 cùng con gái và cháu trai 7 tuổi là Mika Dreyer đã phải trèo lên mái nhà ở Asheville để chờ cứu hộ khi ngôi nhà của họ bị nước lũ tràn vào. Nguồn tin cho hay, mái nhà đã sụp xuống do không thể chịu được sức mạnh của dòng nước lũ. Bé trai Mika Dreyer đã thốt ra câu cầu xin, Chúa ơi cứu con, đầy ám ảnh trước khi nước lũ dâng cao và cuốn trôi cậu bé cùng ông bà tại Asheville, Bắc Carolina, Mỹ. Cuối cùng, họ đã không thể sống sót sau cơn lũ dữ. Megan, mẹ của bé trai xót xa. Tôi tin rằng, vào khoảnh khắc con trai bé bỏng cầu cứu Chúa, thằng bé đã được cứu vớt và trở thành anh hùng trong lòng tôi. Mọi người cũng đang cùng tôi vượt qua khoảnh khắc khó khăn ấy. Cả bốn người mắc kẹt trên mái nhà đều bị kéo xuống cơn lũ. Riêng Mika bị lạc mất mẹ. Megan đã vật lộn 3 giờ, bám vào những khúc cây giữa dòng nước lũ để níu giữ mạng sống của mình. Sau đó, cô đã được một người đàn ông phát hiện và cứu sống. Nhưng cha mẹ và con trai của cô thì không may mắn như vậy. Thi thể của họ đã được tìm thấy ở một nơi cách nhà khá xa. Vừa qua, các quan chức Mỹ xác nhận hơn 210 người đã thiệt mạng sau khi bão Helen càn quét qua một số bang của nước này, khiến đây trở thành cơn bão gây mức thương vong lớn thứ hai tấn công đất liền Mỹ trong hơn nửa thế kỷ. Đêm mùng 9 tháng 9, có lẽ là đêm kinh hoàng mà cả cuộc đời này, chị Lý Thị Tòng, 33 tuổi, Chú tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai cùng các con không thể nào quên. Trận lũ định mệnh đã cướp đi của chị người chồng, người bố, cướp đi của các con chị người cha, người ông. Hiện mới chỉ tìm thấy chồng của chị cách hiện trường 150 km. Do mưa lũ chi cắt đường đi, chị Tòng không kịp xuống nhận dạng. Chồng chị được người dân địa phương an táng tại Yên Bái. Bố chị Tòng vẫn đang mất tích. Giờ đây, bốn mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua ngày. Theo lời kể của chị Tòng, khoảng 23 giờ 30 phút đêm mùng 9 tháng 9, lượng đất đá sạt lở lớn từ ngọn núi bên kia sông chảy đổ xuống đã làm sập cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà của gia đình nằm ở bờ sông. Trước thời điểm đó, chị Tòng, mẹ chồng cùng ba con, một cháu đã sang nhà người thân ở. Còn bố chồng và chồng chị vẫn đang tìm cách kê cao đồ đạc, thóc, ngô trong nhà nên đã không kịp thoát. Từ lúc bão đến giờ cháu mới quay lại đây Cháu nhìn thấy, cháu buồn lắm. Bây giờ bố cháu mất rồi, ông cháu cũng không về nữa. Chỗ này cháu ở từ bé đến lớn. Đó là những lời tâm sự nghẹn ngào của bàn Văn Trường khi cùng với mẹ là chị Lý Thị Tòng trở lại khu đất từng là ngôi nhà hạnh phúc của mình tại thôn Kho Vàng.